Xin chào quý bà, cô bác, cô chú, anh chị, các bạn cùng trở lại với kênh YouTube của em Lang Thang Nha Trang. Xin thưa quý vị, hôm nay là một video cũng rất là đặc biệt. Em đang ngồi ở đường 2 tháng 4, đường quốc lộ 1 Bắc ngày xưa đó quý vị. Phía bên đây là cầu sân bóng đang khởi công. Và em thì đang ngồi ở một cái hàng xôi của bà Tư. Dạ, và hôm nay quý vị, em giới thiệu với quý vị đây là anh Đức Nguyễn. Một, dạ. À, anh Đức Nguyễn từ tiểu bang Texas, từ Mỹ về Việt Nam chơi và thăm lại bà con ở Nha Trang này đó. Thì anh cũng rất thích ăn xôi của bà Tư ở đây. Anh có thể chia sẻ một vài thông tin để bà con cùng biết không anh ha? Nói chung xa nhà cũng rất lâu, nhưng mà lần cuối cùng về đây cũng 8 năm rồi, nhưng mà lúc nào cũng nhớ xôi của bà Bảy. Thì xôi bắp rất là ngon, rất là ngon, cho nên không thể quên được, với lại bánh tiêu nữa. Cho nên là lần đầu về cũng phải ăn, bắt buộc phải ăn. Hôm nay là lần thứ mấy anh ăn ở đây rồi anh ha? Lần thứ hai. Lần thứ hai rồi. Lần hai về ăn rồi. Em có nghe anh kể là lần gần nhất là vài ngày trước á, anh có mua một lần là 3 gói luôn. Anh đúng rồi. Thế là ăn một gói rồi bỏ trên xe 2 gói đi trên đường lái xe về Phú Yên. Tại vì quê gấp là ở Phú Yên. Còn phía này là phía bà xã, cho nên là nhà xã gần đây, cho nên là thường là ghé ăn đây. Ăn đây rất là thích, rất là ngon. Bình dân mà sạch sẽ ngon. Bà Bảy hôm nay có xôi cá không? Bà hôm nay có xôi cá không? Dạ rồi, dạ. Bà Bảy hoặc là bà Tư đã có nhiều cái tên gọi của những cô chú anh chị đã gọi bà Bảy một cái tên rất là thân thương. Dạ anh cứ dùng đi ạ. Ok rồi, rồi. Mời khán giả. Dạ. Kính thưa quý vị, một dĩa xôi bắp. Xôi bắp là có mè thưa quý vị. Ở đây còn một xôi cá nữa. Thì em ăn hết cái dĩa xôi này, em sẽ ăn thêm một dĩa xôi cá nữa để quý vị có thể cùng thưởng thức luôn cùng chung với em luôn ha. Dạ. Cái mùi vị của xôi bắp này so với lại 8 năm trước cái gì khác không anh ha? Cũng vậy không? Mùi vị quê hương ha. Cũng vậy mà 20 năm trước cũng y chang luôn. 20 năm trước cũng y chang luôn. Dạ. Bà Bảy đây bán rất là lâu rồi. Dạ đúng rồi, dạ. Bán rất là lâu. Mà công nhận bà Bảy khỏe, rất là khỏe nha. Dạ, rất là khỏe. Chào bé đi học hả con? Con ăn xôi gì? Bánh tiêu xôi. Bà ơi, hôm nay đừng có lấy tiền của bé nha. Để con gửi tiền luôn. Dạ. Con ăn xôi gì? Dạ con ăn bánh tiêu. Ăn đó sao đủ con? Ăn thêm không con? Ăn thêm không? Có bạn bè không? Mua thêm cho bạn luôn. Rồi để con đưa, con đưa. Được rồi bé. Dạ con đưa, con đưa. Con đưa. Lấy gói xôi cá. Lấy gói, dạ 3 gói. Mỗi gói 10 ngàn. Dạ. Một 2 gói chỉ là 2 xôi trắng với xôi này thôi, còn gói là xôi trắng không nên là. Gói xôi đậu đen. Không, xôi đều đậu đen nhưng trắng 2 túi xe chung 2 gói. Hai gói 10 ngàn, 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 10
Ồ, lang thang Nha Trang này nổi tiếng ai cũng biết hết ha. Ồ. Dạ xin mời quý vị. Ủa cái cầu xóm bóng này chừng nào nó xong, chưa xong ha? Dạ nghe nói là thông xe tháng 9 đó mà không biết được hay không. Thông xe này chắc đi xe đạp quá. Số bắp mà ăn này mềm lắm quý vị. Mấy cái dừa sợi rồi, có hành phi. Có nhiều chỗ người ta gọi là bắp hầm anh ha.
có nhiều chỗ như mình ở đây mình gọi là xôi bắp. Uh-huh. Dạ. Mà xôi bắp là nghe nó quen thuộc hơn. Xôi bắp quen thuộc hơn. Có một cái mùi thơm thơm của cái mỡ hành quý vị, nhìn ngon lắm. Quá đặc biệt luôn. Hôm nay là buổi sáng sớm ở Nha Trang. Thời tiết cũng lạnh lắm quý vị. Tối qua anh ngủ được không? Dạ. Hai buổi tối uống 2 ly cà phê. Quen rồi. Dạ dạ. Uống 2 ly không sao? Ngủ. Dạ. Cũng nói chuyện với lại Lai Ra rồi cũng tới khuya. Dạ, dạ. Dạ. Bữa nay bên anh nó nghỉ spring break rồi. À. Nghỉ mùa xuân á, nghỉ được 10 ngày. Dạ. Uống ha, anh lớn một chút rồi dẫn về. Ồ, thích về lắm, thích về lắm. Dạ. Chắc 1-2 năm rồi dẫn về, thích về lắm. Rất là thích về. Sáng rồi ăn xong đây về, đi với gia đình sáng và ăn mì Quảng nữa. À, dạ. Mì Quảng đá chẹt hay sao anh? Mì Quảng ở đây nè. À, mì Quảng ở đây. Đầu xóm á. À, đầu xóm. Có cái quán bánh canh 6.000 tô nữa. Đúng rồi. Cũng ngon. Không, với lại biết gì nữa không? Bánh mì chấm. Khu này là bánh mì chấm ngon. Bánh mì chấm. Nổi dạ, tiếng. Dạ. Ngon đó nữa. Dạ, cái thưa quý vị, anh Đức á, anh về đây. Ảnh thử hết mấy cái món ngon bình dân luôn. Bình dân là ăn xôi bắp nè, rồi ăn mì Quảng, ăn bánh canh 6.000, bánh mì chấm, ăn bánh mì chấm. Và tối qua ăn gì ta? Tối qua là ăn bánh bột lọc, gỏi bò với lại cái gỏi bà khô, tàu hũ đá. Tàu đá, tàu đá. Dạ, dạ. Ngay chỗ góc ở đường Hàng Tiên. Đúng rồi. Dạ, 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 góc đá nổi tiếng lắm. Dạ. Dạ, dạ, kính thưa quý vị, em giới thiệu rõ hơn về anh Đức này. Anh Đức ở bên tiểu bang Texas của anh có một cái kho tàng về những cái máy AK hay đó quý vị. Những cái băng đĩa xưa, ảnh sưu tầm những cái băng đĩa mà trước năm 75 với những ca nhạc sĩ hoặc là cố ca sĩ, nhạc sĩ rất là nhiều, rất là nổi tiếng. Thì là quý vị nào mà có hay coi cái chương trình đại nhạc hội của bên hải ngoại đó, thì có những lần mà bên công ty của những đại nhạc hội đó là liên hệ với ảnh để mà xin những cái chi tiết hơn về những cái nhạc xưa đó quý vị. Ảnh sẵn sàng ảnh cung cấp cho những cái đại nhạc hội đó để mà thực hiện cái chương trình anh ha. Dạ, dạ, anh có thể giới thiệu rõ hơn để bà con cùng biết không anh ha? Và đặc biệt thưa quý vị, những cái bản nhạc xưa mà em lồng vô trong những video á là do anh Đức Nguyễn cho em những cái bản nhạc đó, và rất may mắn là nó không có bị cái bản quyền, cho nên là rất dễ dàng mà đưa lên để quý vị cùng thưởng thức luôn. Thì nói chung thì cũng may mắn là sau khi ở Mỹ thì cũng thích, lớn lên thì thích giữ lại cái văn hóa nhạc của trước 75 mình. Dạ. Yeah. Thì cũng thích chơi máy móc thì nói chung gia đình cái này hơi tế gì, tất nhiên là ba nhà có chôn giấu một số rất là nhiều những cái chương trình. Dạ. Yeah. Sau khi 75 á, cho nên là phải chôn giấu. Dạ. Yeah. Rồi sau đó rồi mới là sau này mẹ đi qua viện bảo lãnh á thì có mang qua một ít, rồi sau đó về lấy mang về. Yeah. Thì nói chung cũng khoảng 400-500 cái cuộn AK đó. Wow, 400-500 tại vì hồi xưa thí dụ nó có những chương trình chẳng hạn của ban nhạc Trường Sơn của Duy Khánh. Dạ. Yeah. Trường Sơn Duy Khánh thì cũng 9-10 cuộn. Rồi Thanh Thúy cũng 20+ cuộn. Wow, dạ. Yeah. Rồi Shotgun của Ngọc Chánh thì cũng 30+ cuộn. Dạ. Yeah. Rồi Thanh Tuyền, rồi Nhã Ca, đồ nhạc xuân, rồi nói chung rất là nhiều. Dạ. Rồi nhạc trẻ đồ, cho nên mình ráng mình giữ những cái cuộn băng đó để mình giữ lại
rồi mình chuyển qua, mình phải chuyển qua bên digital để cho mình lưu lại, để mình cái, cái dòng nhạc nó không không bị mất truyền. Mà cái âm thanh nó rất là hay. Đúng rồi. Đó, cho nên là mình giữ cho đến bây giờ. Ngày xưa âm thanh kiểu analog anh ha. Analog nhưng mà rất là hay. Rất là hay. Kính thưa quý vị, ngay đầu năm nay luôn, vào ngày 1 tháng 1 năm 2023, em có quay một clip về Nha Trang, quay qua đường xá thôi. Sau đó là em lồng ghép những cái bản nhạc về mùa xuân, về Tết. Đó hoàn toàn là do anh Đức ảnh cung cấp cho em. Và với lại cái quý nhất là cái đài truyền thanh của Nha Trang. Dạ, dạ. Thì cái đó nó không, không, không phải băng, nhưng mà hồi xưa là ba cái làm việc với lại một người chú là của đài phát thanh Nha Trang. Dạ. Cho nên là còn được cái đó. Wow, dạ. Dạ, còn được cái đó. Và cái cung thép đó rất là hiếm, tại cái đó của đài phát thanh Nha Trang, nó có cái tiếng đệm đó đó, cái đó là cung gốc luôn. Dạ. Nhưng mà cái băng nó rất là cũ, về phải hấp lại. Dạ. Mình hấp lại cho cái băng nó mềm ra, rồi bắt đầu là mình chạy một lần một thôi. Chạy một lần một, chạy một lần một là cũng như cái me nhê nó rửa nó hết luôn. Đó, mình chạy một lần một mình thôi thôi. Dạ. Không biết quý vị có còn nhớ hay không á, cái clip mà em quay ở đường tỉnh lộ 4 rồi tới Mã Vòng, rồi đi đến đường 23 tháng 10, rồi đường quốc lộ 1 Nam đó, em có quay rất là rõ ở cái chỗ đài phát thanh ngày xưa, là em có mời quý vị nghe một cái đoạn nhạc hiệu ngày xưa để quý vị nhớ lại được, đó là ngay cái đài phát thanh này đã phát cái nhạc lúc đó là cô đó hát trực tiếp không anh ha? Cái đó mình không biết, nhưng mà cái đó là cũng như cái một lần phát thanh là mở cái lá đầu tiên nhé. Thì có thể thu âm rồi, có thể thu âm, thu âm chứ không đặt tiếp. Là những cái kỷ niệm về cái đài phát thanh mà vẫn còn lưu giữ cho đến ngày hôm nay. Đó là những cái bản gốc, và trên một cái bài hát nó cũng bài hát đó luôn, là trên mạng xã hội là cũng đang lưu truyền những có những cái loại nhạc khác như anh cũng cái bài đó luôn, nhưng mà cũng có người này người nọ hát, nhưng đúng mà rồi. Riêng cái bản gốc đó là bản gốc anh Đức đó. Đang giữ và bản em gốc. Hay phát cái bản đó trên cái video này, đó là bản gốc. Em cảm ơn anh rất nhiều. Ok rồi, hết rồi. Hôm nay anh ăn có một dĩa lên thôi Một dĩa thôi, cho lát nữa phải qua thưởng thức mì quảng. Để dành luôn ăn mì quảng với lại bánh mì chấm nữa. Bánh mì chấm nữa. Cái dĩa xôi của em còn là để em ăn đi. Bây giờ bà làm cho con một dĩa xôi cá ha. Xôi cá đặc biệt. Xôi nè quý vị, đây là xôi trắng ha. Rồi bà sẽ múc cá kho. Rồi cá kho. Bà ơi, bà có thể em gửi tiền hết chị. Hai dĩa kho, ba dĩa kho với cái bé kho 10.000 nữa. Biết đâu. Và bà có thể chỉ cho bà con cái cách mà kho cá làm sao mà cho nó ngon giống như này được không bà? Tại vì có mấy anh ở bên Mỹ đó. Có 10. Anh cũng nói là Mỹ làm gì có cá này. Dạ cũng có, nhưng mà anh nói là cái gì bà? Đó cái gì? Cá cơm. Không sao bắt cá nhỏ. Cái này không, mà cái này cái gì? Đây là cá cơm muối mắm á. Thì cá cơm nó cũng loại nhỏ mà. Dạ 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 dạ. Có nhưng mà nó nhập chỗ khác đó. Dạ dạ. Dạ. Bây giờ bà có thể chỉ cách để bà con kho cái nồi cá mà giống như thế này không? Tại vì bữa hồi con có lên một video lần đầu á, một số anh cũng nói là cũng có thử kho rồi nhưng mà không có được như bà kho. Vậy bà có thể kể lại cái bí quyết không bà ha? Chỉ mấy người bên Mỹ á. Bí quyết thì cái này là cũng dễ chứ không khó. Mua cá về rồi lặt cái đầu, rửa thịt thẻ, rồi để đó, rồi mắm, muối rồi. Cá thuốc hả? Mắm nè. Cái bán thuốc không? Thỏi rồi. Em gói con ngựa. Rồi dầu, thử cho thơm dầu đi. Còn đây có này đi, gói nhỏ này. Rồi đổ mắm vô rồi. Bao nhiêu? Bỏ màu á.
màu kho cá bỏ vô. Rồi cam đi. Quậy đều lên rồi, rồi cái cá mà mình lật đầu mình rửa sạch sẽ mình đổ vô. Dạ, về được 2 tuần rồi chị. Trộn cho đều lên hết, để lên chút cái đã. Về lo. Thấm cá vô, thấm mắm vô trong cá. Mồ mẻ quá vậy. Bắt đầu mình kho. Phải có chút ớt bột nữa. Thấy không? Dạ, màu á, màu kho cá mình làm riêng ra mình đổ vô. Bạn con tức nhỏ là làm cho cái nước cái nó đều hết rồi, đổ cá vô bắt lên kho riêu thôi, riêu nó sôi rồi là làm bớt lửa nữa. Mình để lửa riêu từ từ nó thấm vô là nó ngon cho cái gì hết. Mình đàng hoàng dở nó tin tưởng cho đi chứ gì đi con chị. Mình kho nó khoảng bao lâu là mình sẽ kêu lại bà ha. Mấy ông mà nói bắt là mấy ông giả bộ thôi, chị thấy không? Rồi mình ăn mỗi ngày mình hâm nữa. Mình kho mình ăn, ví dụ trước khi ăn phải hâm cá thành nó phải để cho nó một ít nước vô trong đó mình hâm, ví dụ sau mà ăn hết nước có khô thì châm thêm chút nước và bìa tay vô bắt anh hâm trở lại. Dễ lắm, không có khó, cứ để lửa riêu thôi, đừng kho lửa nhiều. Giờ em nó sôi lên rồi là bớt lửa, còn than á kho bằng than nó ngon. Thịt cũng vậy, thịt cũng kho với mình thang trang, tinh trang là nó mềm, nó ngon, nó thấm ngon. Không có được luôn. Mình thường ăn đây nè, nên về mấy hôm về cái dẫn ra đây ăn. Vô, nó như vậy. Mình muốn hầm xương cũng vậy, bỏ ra một lò than, bỏ vô là cứ để đó từ từ. Nó sôi là vớt bọt, vớt sôi vớt bọt đó. Còn cá thì vậy đó, nó không có gì hết đó. Dầu rồi mình không có là kho mỡ thì mình kho dầu. Dầu, hành, tỏi, trộn vô bắt lên cho nó sôi rồi cái bỏ màu vô trong cái nước dầu đó, mắm muối đó. Rồi bỏ ớt bột vô, mình muốn ăn ớt cái này thì xắt ớt cái bỏ vô luôn, trộn đều cái cá vô hết rồi để chập nó đã rồi nó kho để cho nó thấm chập rồi bắt lên kho lửa than á, rồi kho nó sôi lên rồi cái là bớt lửa than ra để riêu giấy nửa tiếng đồng hồ sau là bưng xuống là ăn được. Dạ dạ con cảm ơn bà Tư. Dạ dạ. Dạ dạ kính thưa quý vị, vừa rồi á là cái bỏ ớt thêm này. Dạ. Cái này bỏ ớt bột rồi. Bây giờ cái này mở thêm mấy người ăn cá thích ăn cái ớt cái này nữa. Lại bỏ thêm ớt cái. Cái trong này nó cũng có ớt bột rồi. Dạ dạ. Dạ kính thưa quý vị, vừa rồi là cái bí quyết mà kho cá để mà nó ngon bà Tư chia sẻ đến quý bà con cô bác ở nước ngoài để mình có thể mình kho được cái cá ưng ý và theo cái mùi vị quê hương đó quý vị. Dạ dạ. Kính thưa quý vị, bà Tư hoặc là bà Bảy đó là tùy theo tên gọi thôi, vừa mới có chia sẻ là một số anh chị từ bên nước ngoài về nhờ bà Tư kho một cái nồi cá rồi để mà mang về Mỹ thưởng thức luôn. Bà Tư sẵn sàng giúp đỡ mấy anh chị về cái khoản ẩm thực này và hôm nay em sẽ thử lại món xôi cá này. Ở đây thì quý vị nào mà ngày xưa ở xóm Hiền Nhi, xóm Phan Văn Vũ, rồi xóm Cây Bàng góc bên chỗ xóm Bóng quý vị thì hầu như là đều biết đến bà Tư với cái món xôi và nó là gia truyền. Xôi bà Tư dẻo ha. Dạ. Xôi mặc dù là xôi nếp trắng thôi mà ăn ngon lắm quý vị. Bánh tiêu của bà cũng rất là ngon. Dạ. Và đó là ngon hơn bên Mỹ luôn đó. Dạ, dạ. Dạ, dạ. Rất là ngon. Một dĩa xôi cá bà Tư bán bao nhiêu tiền bà Tư? Như 15. Bà Tư ơi, một dĩa xôi cá là bao nhiêu tiền bà? Một dĩa 15 ngàn một dĩa xôi cá thôi quý vị. À, đồng giá 15 ngàn ạ. Ăn 10 ngàn là bán 10 ngàn.
thôi. Hồi đó mình ăn hồi lúc 5.000 rồi giờ lên 15.000 rồi đó. Tính đi bao nhiêu năm rồi. Hồi đó ăn năm 2010 mấy là ăn 5.000 à? Hồi đó nhớ hồi 5.000. Bữa nay tại vì sáng thứ bảy chứ không là học sinh đông lắm trường học này. Dạ dạ. Xôi dẻo thơm. Bà Tư ơi, giờ này công nhân người ta có mua nhiều không? Mấy người công nhân người ta có mua nhiều không? Dạ dạ. Dạ. Cái nữa vậy, cái cầu súng bóng người ta đang làm, cho nên là cái mật độ lưu thông ở đây nó không có nhiều như hồi chưa có làm cái cầu, cho nên là bà Tư bán cũng ít lại. Chứ hồi lúc trước là công nhân, những người mà làm lao động tay chân mua rất là nhiều. Món này là cũng thuộc dạng là một món ăn nhanh và cũng gần gũi với đời sống bà con, và đặc biệt là ngon như thế này nữa thì làm sao mà ai có thể bỏ qua cho được. Dạ. Cái bánh tiêu mới đẻ là dạ. Kính thưa quý vị, hôm nay em nói là rất vui khi được ngồi cùng anh Đức một buổi sáng rất là bình dị, ngồi ăn xôi, anh Đức uống thêm cà phê, gặp bà Tư, bà Bảy bán xôi và bà Tư á bán đó là rất là nhiều năm trong nghề và được quý mến rất là nhiều. Bà Tư ơi, con cảm ơn bà Tư ha. Dạ, xôi rất là ngon. Em cảm ơn anh Đức trong buổi sáng ngày hôm nay. Rồi, xin chào quý vị. Dạ, dạ đến đây em xin kết thúc video này. Một chút chia sẻ buổi sáng về một cái cuộc sống bình dị của bà con quê nhà, đặc biệt là ở chỗ khóm đường Phan Nhân Vũ, cầu Hà Ra, Hiền Nhi rồi cầu Súng Bóng. Là một chút chia sẻ của anh Đức về những cái âm nhạc của thời trước năm 75. Đến đây em xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. Cảm ơn quý vị đã cho em những lượt like, những lượt đăng ký kênh. Hẹn gặp lại quý vị ở những video sau. Chào tạm biệt, trân trọng.